Dạ chú Ngọc, bán gấp anh chị ơi. 3.000 mét vuông đất vườn trái cây đang cho thu hoạch. Vị trí này tọa lạc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và nằm ngay trong khu dân cư luôn ha. Đây cái vườn của chúng ta, xung quanh cái vị trí cái vườn của chúng ta đang bán nha anh chị ha. Đây là nhà hàng xóm nha. Đó. Hàng xóm thì là người dân bản địa ở đây rất là lâu đời rồi. Và cái vị trí này nó cũng rất là gần quốc lộ 1A nha. Từ ngay đất ra quốc lộ 1A thì nó chỉ tầm hơn 1 km thôi. Và mất khoảng 300 mét là đường mi, đường đi chung như thế này. Còn lại là đường bê tông và đường nhựa anh chị ha. Đó. Và cái lô đất ở đây thì là sổ hồng riêng, sổ sẵn và sổ đất cây lâu năm. Trên đất thì có trái cây đang cho thu hoạch nha. Chủ người ta nhờ người chăm á, cho nên là nó rất là xanh tươi. Và anh chỉ có xuống đây vào mỗi cuối tuần để đưa gia đình xuống để nghỉ dưỡng thôi ha. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cái vườn này ha. Cái vườn này thì có tổng diện tích là 3.000 mét vuông. Có kích thước rất là đẹp ha. Sau vào là bắt đầu từ cái cọc này ha. Chạy xuống cái cọc ở dưới kia, ngay chỗ cái thang mà mấy anh đang hái chôm chôm á, là 47 mét ha. Và cái chiều ngang bám mặt đường này là 64,5 mét nha anh chị ha. Tổng diện tích của nó là 3.000 mét vuông. Và anh chủ anh đang giao bán với mức giá là 900 một xào. 3 xào là 2,7 tỷ có thương lượng nha. Ở phía sau cái vườn của chúng ta thì có một cái con suối nhỏ nữa ha. Đây, thì đất của chúng ta thì có một cạnh giáp suối như thế này ha. Nước nó chảy róc rách, nghe được tiếng nước chảy luôn á. Nước rất là trong và xanh, rất thích hợp để nghỉ dưỡng ha. Ở đây thì nằm ngay khu dân cư, cho nên là tiện ích sống xung quanh là đầy đủ ha. Anh chị cùng em theo dõi cái file quy hoạch và cái file Google Map để tìm hiểu thêm về cái lô đất này ha. Đất của chúng ta là thuộc tờ 4 thửa 649, diện tích là 3.008 m2 và quy hoạch đất cây lâu năm. Thì từ cái vị trí này đi ra ngoài đường giao thông nông thôn của nhà nước thì hết tầm khoảng 300 mét là đường đi chung ha. Và phía bên hông của cái lô đất của mình thì là có con đường quy hoạch lớn của nhà nước đi qua. Thì sau này con đường này làm thì cái lô đất của mình sẽ ra là đất mặt tiền anh chị ha. Đây, cái vị trí lô đất của chúng ta nằm ngay ở đây anh chị ha. Bình thường chúng ta đi vào thì chúng ta sẽ đi theo con đường này và chạy vào tới đất luôn. Cái khúc này là 300 mét là khúc đường đi chung ha. Đó. Nhưng mà trên map thì em thấy nó chỉ đường này. Đường này thì em chưa chạy nên em cũng chưa biết. Và theo như trên map chỉ thì từ đất ra ngoài đường quốc lộ 1A là 1,7 km. Các anh chị nhìn ha. Ngay đầu đường quốc lộ 1A. Đối diện bên đất của chúng ta là có cây xăng Tam Hoàng, chợ Hưng Lộc, trạm y tế, rồi trường tiểu học Hưng Lộc. Còn bên tay phải của cái đất đi ra là có cụm công nghiệp Hưng Lộc nằm ở đây ha. Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, chợ Hưng Nghĩa và Ủy ban nhân dân xã Hưng Lộc thì nó cũng nằm ngay khúc này luôn ha. Nói chung là tiện ích sống ngay đầu đường là đầy đủ hết. Từ đất của chúng ta đi ra ngoài ngã tư Dầu Dây thì nó rơi vào tầm khoảng 4,5 cây cho đến 5 cây số nha. Đi ra khu công nghiệp Dầu Dây là 6 km nha anh chị ha. Và tương tự thì tới cái điểm lên xuống cao tốc Dầu Dây đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Phan Thiết thì cũng rơi vào tầm khoảng 6 km ha. Lên khu công nghiệp Bầu Xéo thì nó rơi vào tầm khoảng 11, gần 12 km nha. Và di chuyển lên công viên Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa là 33 km. Di chuyển lên công viên Văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức là 43,6 km. Nói chung đây là một cái vị trí rất là đẹp, gần đường lộ, gần đường lớn, tiện ích sống xung quanh đầy đủ, giao thông đi lại thuận tiện. Cái giá cả nó cũng rất là hợp lý anh chị ha. Sau khi mà theo dõi video thì anh chị nào mà yêu thích cái vườn 3.000 mét vuông đất vườn chôm chôm này thì hãy liên hệ với em nha. Em là Sinh Lê, số điện thoại 0985 747 863. Em xin cảm ơn và em xin chào ạ.